Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án iRobot, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhấn nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Thưa các bạn, trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án The Parallel. Đây là một cái dự án của Việt Nam Game, và một cái dự án này thì có một cái hay của một dự án, đó chính là nó đi theo một cái thể loại game, một cái tựa game rất là khác so với các dự án chúng ta thường thấy hiện nay như các game đối kháng và các game khác. Và ngay trong lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về dự án này. Lúc này thì các bạn có thể thấy là mình đang ở trên trang chủ của dự án The Parallel. Đây là một tựa dự án đi theo tựa game gần giống như dự án Miner Club. Đó là một tựa game rất là thú vị, và mình thấy tụi trẻ con ở xóm mình hay xem cái tựa game Miner Club này. Và mình tin rằng một cái tựa game đến từ The Parallel với một cái cấu trúc tương tự như Minecraft thì sẽ khá là hấp dẫn với anh em. Và dự án này chắc chắn rồi, nó sẽ đi theo trend Metaverse. Cũng như dự án này thì sẽ là một dự án Play to Earn để anh em có thể kiếm tiền nhờ dự án này. Các bạn có thể mua đất, các bạn có thể là trao đổi các tài sản NFT trên dự án này, vì nó sẽ có một thị trường chung, được chưa? Và trên đây thì chúng ta còn rất nhiều điều chúng ta khám phá với các cái tính năng DeFi, NFT được kết hợp trên nền tảng blockchain sẽ tạo ra cái sự thú vị hơn cho người chơi khi mà các bạn có thể kiếm tiền, có thể trao đổi tài sản một cách đơn giản và thuận tiện. Ở đây thì chúng ta có thể thấy rất nhiều thứ khám phá trên dân chủ của dự án. Về roadmap thì dự án đang trong cái quá trình chuẩn bị bán hàng IDO. Đấy, dự án sẽ bán hàng IDO trong tháng này. Những cái kế hoạch đường dài của dự án đã có lộ trình đến năm 2022. Các bạn có thể lên trang chủ của dự án để chúng ta kiểm tra về cái thông tin dự án. Về dàn partner thì các bạn có thể thấy là partner, chúng ta thấy dự án này có partner là Kyber Vestone, một quỹ của Việt Nam, trụ sở đặt tại Singapore. Rồi Sinloom Capital và các cái quỹ khác. Về các đối tác thì các bạn có thể thấy là có Radar, có Coiku, có Coi Capital và có UG Vestone. UG Vestone là một trong những quỹ khá là nổi bật. Ngoài ra thì UB Vestone nữa, đúng không ạ? Bởi vì là UG Vestone này họ có một hệ thống và có những người có tiếng trong ngành người ta làm. Đấy. Có Bot Studio và có các cái quỹ khác, các bạn có thể kiểm tra trong đây, có danh sách các quỹ có đầy đủ trên đây, có lẽ là rất nhiều quỹ, thậm chí là nhiều anh em không để ý thì họ còn ẩn cả quỹ nên các bạn không biết. Đấy, có rất nhiều quỹ đầu tư vào trong cái dự án này, mà phần lớn sẽ là những quỹ của người Việt ở trong đây nhá. Về cố vấn thì chúng ta thấy có ông Harry Howard và Satigo Santos Hùng Đỉnh. Đấy. Nói chung là đây đều những nhân vật mà nó nổi bật, và team thì đội ngũ team rất là trẻ. Đấy, chúng ta thấy có Loi Nguyễn, rồi Bùi Bá Hiền, Trần Diệp, Hùng Hoàng Việt, Đậu Ngọc Huy, rồi Peter Hamachan, rồi những cái nhân vật nước ngoài nữa các bạn có thể thấy ở đây. Đấy, đây là cái về đội ngũ team mà anh em có thể nhìn qua. Giờ này thì mình có thể là mình sẽ review lướt hơi nhanh một chút. Đấy, bởi vì là mình thấy là chúng ta cũng đã review rất là nhiều nữa, khá là quen rồi. Về dự án này ấy, thì chúng ta sẽ thêm qua một chút về cái phần tổng công với là thông tin về token. Thì qua cái phần thông tin thì các bạn có thể thấy là dự án xây dựng trên nền tảng BSC với loại token là F20, token cũng như mọi dự án khác thôi. Và tổng công của nó sẽ là 1 tỷ token, tên mã của nó là PRN. Về phân phối token anh em có thể dịch ra thì sẽ rất là rõ, đối tác chiếm được sẽ 5% vòng riêng, 14% vòng công khai, 1% tức là bán hàng IDO đấy. Cố vấn thì 2,5%, đội ngũ 11,5%, phần thưởng trò chơi là 25%, hệ sinh thái 5%, thưởng đặt cọc 20%, tiếp thị 10%. Đấy, quỹ song song các thứ, tổng quỹ từ đây anh em có thể vào đây anh em có thể thấy. Thì các trường hợp sử dụng mã thông báo thì chắc chắn mã thông báo của game nó sẽ ứng dụng luôn ở trong game. Các bạn có thể dùng để đặt cược stake coin đấy, để trồng trọt. Đấy, tham, đúng không ạ? Đối với phí xử lý và thanh toán trên hệ thống Maker Blade, ngoài ra thì chúng ta có thể là nhận phần thưởng khi tham gia với sự kiện đặc biệt đúc NFT. Đấy, dùng cung cấp thanh khoản trên các sàn giao dịch. Đấy, tức là chúng ta trao đổi trên sàn giao dịch. Thì các cái hình thức kiếm tiền của cái dự án này các bạn thể thấy là có hình thức tham, hình thức đặt mã, tức là dùng hình thức stake đặt cọc NFT. Đấy, rồi giao dịch trên các sàn giao dịch.
kiếm tiền song song thông qua việc là chơi có trên trò chơi và sự kiện cộng đồng. Đấy. Chúng ta có thể thấy những cái thông tin rất là đầy đủ ở trong cái bài đăng Medium này. Đó, bài đăng này là muốn nói lên tiềm năng của cái mã thông báo. Đây chính là thể trang Twitter của dự án, và hiện nay trang Twitter cũng đã đạt được con số là 60,2 nghìn người theo dõi. Có một số trang quen thuộc follow là Basic Capital và BSCMI. Ở đây thì chúng ta thấy là hiện nay thì ở bên Crypto Checker cũng đang có một chương trình làm video để có thể cạnh tranh thứ hạng, sẽ có 56 phần thưởng cho việc làm video này. Và với video admin đang chia sẻ cũng là video để tham gia vào cái sự kiện đến từ Crypto Checker. Bên Crypto Checker thì có rất là nhiều anh em uy tín đang làm cho cái team này. Và team này thì anh em làm thì thường là chọn những cái dự án rất là chất lượng. Sức mạnh của Crypto Checker chúng ta nhớ là từng có những cái dự án đến từ các cái sàn giao dịch. Có một cái dự án là IEO, sàn giao dịch Scam. Sau đó thì đội ngũ của Crypto Checker cùng với cộng đồng đã tìm được đủ mọi cách đấy để có thể lấy lại toàn bộ tiền và scam của cái phiên IEO đó và trả lại cho cộng đồng. Đấy, đây là một cái điều mà các bạn có thể thấy nói lên cái sức mạnh của đội ngũ team Crypto Checker này. Đấy. Còn đối với cái team UG cũng đã chia sẻ về cái dự án này, trong team này có rất là nhiều nhân vật, mình nói tạm nói là rất máu mặt. Đấy, team này rất là mạnh nhá anh em nhá. Rồi ở trong cái lộ trình và các cái thông tin về token thì ở một cái bài đăng của Crypto Checker thì cũng đã nói rất là rõ về cái những cái thông tin cụ thể trong đây, anh em có thể xem qua cái map này một chút để anh em có thể biết được nhá. Đó. Và hiện nay thì dự án này sẽ bán hàng IDO ở trên Crypto DeFi. Đấy. Khi các bạn stake coin KLC này rồi các bạn tham gia các hoạt động vân vân. Đấy. Thì cụ thể nhất thì chúng ta có thể mở vào cái trang này. Đó. Đây chương trình IDO ở trên Crypto Go. Đấy. Ta vào đây chúng ta xem. Anh em nào muốn tham gia thì mình sẽ dẫn lại cái bài đăng này cho anh em vào anh em tự tìm hiểu. Cái chương trình IDO này thì sẽ không có nằm trong cái phần review mà chỉ là mình hướng dẫn sơ qua cho anh em nào muốn tham gia, muốn sở hữu token PRN trong ở cái mức giá IDO, các bạn có thể tham gia với Crypto DeFi nhé. Ok, vừa rồi thì admin đã điểm qua cho anh em về cái dự án The Parallel, một cái dự án của cộng đồng Việt Nam phát triển, và mình hy vọng là với một tựa game rất mới giống Miner Club thì dự án này sẽ bay và sẽ có tiềm năng lớn cũng giúp cho cộng đồng có thể kiếm tiền nhờ việc chơi game cũng như là tham gia chương trình IDO của dự án này. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.